Good morning and welcome to the roundtable. Chào mừng quý vị tới việc trao đổi bàn tròn. Và chúng tôi có đưa hai báo cáo về vấn đề chất lượng của da cam tại Việt Nam. Đây là một về trong chương trình của đối thoại của chúng tôi. Và chúng tôi có trao đổi từ năm trước. Chúng tôi có hân hạnh được trả làm việc với cái tác giả. Và trong hai cái báo cáo ở đây, một là người về của tổng quan về cái ảnh hưởng và để chúng ta cần phải giảm thiểu tác hại và hỗ trợ các bên cạnh người người bên quanh cạnh đó là báo cáo là của phía Mỹ để hỗ trợ hai cái báo cáo tác giả đây để chia sẻ về nội dung và cái trải nghiệm của họ trong quá trình thực hiện cái nghiên cứu này. Thứ nhất là ngày anh Phan Xuân Dũng, ngày nghiên cứu làm một viện nghiên cứu tại Singapore, là người nghiên cứu Việt Nam và đưa ra những có những tác câu chuyện rất là quan trọng về rất thuyết phục về chất lượng gió học về chất da cam tại Việt Nam. Xin chào mừng anh Dũng. Báo cáo thứ hai do bà Susan Hammond và anh Đặng Mạnh Toàn. Bà Susan là giám đốc của chương trình của về hậu quả chiến tranh tổ chức NGO tại Vermont để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam và bị ảnh hưởng vào Lào. Anh Toàn là người cùng đồng tác giả càng làm việc với dự án về tại Quảng Trị ở Việt Nam. Đây là cái tổ chức mà cựu chiến binh về ông ngài Jack Searcy về làm việc với cái bên tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ vấn đề hậu quả của chiến tranh cũng như là việc vật liệu chưa nổ. Chúng tôi mời mỗi cái tác giả ở đây để đưa ra tổng quan về báo cáo của họ và chúng tôi sẽ có thời gian để trả lời các câu hỏi. Có 20 cái microphone ở phía trên. Và chúng ta cũng có thể là trao đổi về dành thời gian. Sau đó chúng ta có phần nghỉ cà phê. Thì bây giờ chúng tôi xin mời hai tác giả. Cảm ơn anh Drew. Tôi rất là cảm ơn AOSIP và đặc biệt anh Andrew đã tin tưởng tôi để đưa ra trách nhiệm cho tôi về báo cáo, đưa ra giới thiệu về báo cáo quan trọng này. Đây là một cái báo cáo tổng thể toàn diện của về những nạn nhân chất độc da cam và chúng tôi có cơ hội có thể được đọc ở đây. Về mục tiêu của nội dung trao đổi bàn tròn hôm nay, tôi sẽ nêu một số phát hiện chủ chốt trong báo cáo của tôi. Báo cáo của tôi thì về dựa trên việc kiểm tra đã trả phỏng vấn và nghiên cứu về dữ liệu mà phỏng vấn mà chúng tôi từ năm 2000 thu thập năm 2022 trong quá trình báo cáo này tôi đến làng của trẻ mồ côi ở Việt Nam và những người mà bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Và những hậu quả chiến tranh ở đây chúng tôi đã tổ với cả những trẻ em của làng này. Làng này là được xây dựng sau bởi ông Chất, là người cựu chiến binh. Ông đã tham gia chiến tranh của Việt Nam nhưng sau đó thì đã bị qua đời. Cái làng ở đây là một biểu tượng thể sự của quá trình hòa giải con người Việt Nam trong hòa giải giữa Việt Nam Hoa Kỳ cũng như một nhiều ví dụ của cái công việc mà nhân đạo giữa của tổ chức người Mỹ, cái tổ chức NGO của Hoa Kỳ về những vấn đề dạy hậu quả chiến tranh. Tuy nhiên ở trên Việt Nam thì rất nhiều mọi người tin tưởng rằng là chính phủ Hoa Kỳ làm chưa đủ để hỗ trợ các người nạn nhân Việt Nam. Trong báo cáo của tôi đưa ra một số ví dụ
gần đây thấy một số nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề về đáp ứng những cái yêu cái lo lắng của những người mà ảnh hưởng đến chất lượng da cam tại Việt Nam. Đó là có những cái sự tiếp tục nỗi đau, tiếp tục được trải nghiệm trong những cái thảm kịch của con người do được gây ra bởi hậu quả của chiến tranh. Và chúng ta cần phải làm việc nhiều hơn nay để xây dựng lên sự tin tưởng song phương, để là xây dựng cơ sở nâng cao cái hiệu quả của mối cái cộng tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Tôi sẽ bắt đầu là thứ nhất, tôi muốn giới thiệu là những người nạn nhân về độc chất màu da cam Việt Nam là ai. Phần lớn của những người phải coi là những người nằm ở vùng phía đông và vào trung về Việt Nam, và cùng cả những cái người lính của miền Bắc đã khi vào miền Nam để chung để chiến đấu. Bây giờ là có những cái thế hệ tiếp theo của những cái thế hệ tiếp theo bị gặp phải vì những người đã trực tiếp tham gia và tiếp cận với những cái chất độc màu da cam, và sau giai đoạn thế hệ thứ hai, có thể là thứ dạng thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, thứ tư, đó là những người mà thành viên gia đình được sinh ra với những cái việc mà khuyết tật. Một cái ví dụ cụ thể về những cái nạn nhân, số lượng cụ thể là đây cũng là một cái ví dụ rất khó vì có hạn chế về cái khoa học và có phụ thuộc vào nhiều tố mà chưa biết được. Chúng tôi chỉ dựa trên những cái dự đoán về cái quy trình này. Một trong cái dự đoán đưa ra con số ở đây là khoảng 3 triệu. Có một số dự đoán khác có 1 triệu người mình nạn nhân, và những người khoảng hơn 100 người đã bị là tàn phế. Nói những người bị tác động ở đây, chúng tôi phải thấy là chúng tính đến những thành viên gia đình của họ, những người phải hỗ trợ về những cái tâm lý, về tài chính của những người đó, của những người mà nạn nhân trực tiếp. Nếu mà tôi gồm cả những con số người như vậy, dù một số người bị ảnh hưởng bởi cái chất độc của da cam có thể là hàng triệu người, mà thực sự chúng rất khó để đưa một con số chính xác, nhưng mà phải đến hàng triệu người. Những cái gì có thể là cái trải nghiệm trong cái báo cáo của tôi thì tôi đã nêu bật một số cái nêu chủ đề nhất là những vấn đề nỗi vấn đề khó khăn về kinh tế của những người. Thực sự là những người đây là những cái vấn đề, là những cái thảm kịch. Bên rất nhiều gia đình đây sống trong cảnh nghèo khó, thiếu, không được tiếp cận được y tế, những người mà chăm sóc cho họ vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc những gia đình. Ngày bà Nguyễn Thị Nguyễn Hồng Thấm thông báo nói chúng tôi, họ là có một, phải chăm sóc những con gái của chị về sự tinh thần và do ảnh hưởng của chất độc da cam. Gia đình của chị còn thu nhập cũng vừa phải, thì rửa xe thôi để kiếm để cho nên chị rất mong đợi hỗ trợ của chính phủ để đáp ứng cái những yêu cầu của gia đình. Cái chủ đề thứ hai mà tôi báo có nêu ở đây về cái tâm lý, về khủng hoảng tâm lý. Họ nhiều gia đình thực sự là cả là rất là xấu hổ và không chịu, là rất là tâm lý rất là e ngại xấu hổ trong việc che giấu gia đình của mình. Rất nhiều cái công định cộng đồng thì vấn đề đây thì là tức là họ không muốn được ra ngoài để hiện không mọi người được biết đến đó nữa. Đấy, ý tưởng đây là việc chia rẽ họ, tách biệt họ với gia đình, với những người lớn hơn, những người chăm sóc thì rất là còn lo lắng về cái học giáo dục, sức khỏe, cũng như là và những người làm việc phục vụ những người đây, những người mà rất là ít người có thể chăm sóc, dành đủ thời gian để chăm sóc những người đây. Những bạn ở đây thì gặp phải rất nhiều cái sự khó khăn ở trường học và những cái sự trong có cái ý tưởng tự tử nữa. Bà chị Nguyễn Tuyến, người thứ hai, sai giới thế thứ hai, nói rằng là tôi khi tôi đi học mọi người cứ trêu chọc tôi
và tôi cảm giác buồn và cô đơn. Tôi rất xấu hổ khi họ làm cười cho lấy tôi làm trò cười. Cái chủ đề thứ ba tôi nói báo cáo của mình là ảnh hưởng đến những người mà chăm sóc sóc những người phụ nữ. Thực sự những người phụ nữ rất là oan uổng, bị đổ lỗi cho những việc mà như thế này. Có thể là khi đứa con mà đi ra thì là những người chồng, người khuyết tật thì người chồng sẽ bỏ đi. Anh Dức có nói với tôi, chị nói với tôi là người mẹ đơn thân và chăm sóc đứa trẻ mà con của chị bị gặp phải về chất độc màu da cam. Anh chồng đã, khi mà đứa con gái sinh được 3 tháng tuổi thì ông chồng đã bỏ nhà ra đi. Có rất nhiều nạn nhân với gia đình của họ là những người bị không những chất độc da cam, cũng phải là nỗi đau cá nhân, mà những cái về quan điểm của người đàn ông thì là gây dựng chia rẽ trong cái gia đình. Đây là cái việc bất đồng, cho nên là trong gia đình mà gồm nhân dân cần có mọi người đã có thể là diễn ra là việc quá trình kiện tụng những công ty chất độc da cam 2004 bà Trần Thu Nga là người nạn nhân người trong lần của người Việt Nam và gốc Pháp, người Pháp và Việt Nam năm 2024-23. Vì cái bà cho rằng là họ cho rằng chính phủ Mỹ và cái công ty mà sản xuất cái này họ cũng kiện chính phủ Hoa Kỳ đã làm rất nhiều cho những người mà nạn nhân của người Mỹ, người cựu binh Mỹ, nhưng mà không đủ cho những người nạn nhân của Việt Nam. Cái vấn đề của kiện tụng như thế này về đền bù kiện bụ phía Việt Nam, những người bị ảnh hưởng, những nạn nhân bị ảnh hưởng thì tiếp tục phải tin tưởng vào hỗ trợ của chính phủ Việt Nam, và cũng thể là hỗ trợ một số cái tổ chức NGO có thể là được hỗ trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ. Tôi không muốn đi vào chi tiết ở đây, có thể là chị Susan có thể nói chi tiết hơn, nhưng mà tôi có thể cung cấp một số đánh giá cơ bản của chính phủ Việt Nam, hỗ trợ của chính phủ Việt Nam và cũng như chính phủ hỗ trợ Việt Nam và đưa ra một số cái khuyến nghị. Hỗ trợ của chính phủ Việt Nam có thể là phân loại thành hai dạng. Thứ nhất là ưu tiên những người mà tham gia trực tiếp vào cuộc, và thứ hai là về những người, thứ nhất là đây là đó là cá nhân là phục vụ chính phủ về chương trình đã đóng góp cái nhiều trong cuộc cược quá trình phát triển rồi chúng ta tham gia chiến tranh. Chính phủ Việt Nam có hỗ trợ đã giảm một tài chính, hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, những cái hỗ trợ hàng tháng được xem xét là không đủ để đáp ứng được yêu cầu của tất cả gia đình, thành viên của gia đình, đặc biệt những gia đình mà là sống trong nghèo khó. Đối với chính sách, đối với người mà đang tham gia công cuộc của nhà nước, có rất nhiều vấn đề về hưởng lợi, những người nhận được quá trình nhận dạng xác định và không dẫn đến sự không hài lòng của công chúng. Về thứ hai là chính phủ Hoa Kỳ đã có nhiều hỗ trợ nhiều hơn cho những chương trình về y tế và vấn đề về khuyết tật. Một vài ngày trước, khi ngài bà Tổng thống Biden đến Việt Nam, ông đã công bố 2 tỉnh khác đã được bổ sung thêm. Trong quá trình như vậy là 10 tỉnh của Việt Nam. USAID thì cũng đã thực hiện những chương trình này, hỗ trợ trực tiếp, xây dựng cái năng lực và phát triển chính sách. Và tôi muốn đánh giá cao sự phát triển đáng kể trong ngôn ngữ của trong việc mà sử dụng trong cái trường hợp này. Trong đến năm 2020, cái ngôn ngữ này trong việc phân bổ ngân sách được để vấn đề
về dùng chi phí cho các nạn nhân về chất độc màu da cam. Tuy nhiên, trong việc phân luật của chính phủ Hoa Kỳ, luật phân bổ ngân sách của Hoa Kỳ trong hai năm 2023-2022 thì có nhiều để tiền đó sẽ được hỗ trợ, có thể được dùng tiền để hỗ trợ cho người mà có thể bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Đây là một cái phát triển rất là tích cực để việc thừa nhận về trách nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình ở đây là thực hiện USAID, là thực hiện trực tiếp cho các người nạn nhân của Việt Nam và có thể là cả những người mà dưới thế hệ tiếp theo của họ. Tuy nhiên, có những hạn chế về quy mô, tuy nhiên cần thiết để tăng hưởng cái sự hỗ trợ và mở rộng cái chương trình, cái quy mô của dự án cũng như là dịch vụ, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp có thêm những người cái cá nhân bình thường không có người cái không có sự tiếp cận tới các trung tâm, các cơ sở y tế, các trung tâm điều dưỡng. Nhưng sự hỗ trợ về sức khỏe y tế và sự hỗ trợ cho người khuyết tật này luôn luôn nhận được sự hỗ trợ đánh giá cao của chính phủ Việt Nam và trong những cái thông báo chính thức đấy cần thiết để giảm cái phê bình chỉ trích với sự tiêu chuẩn kép của chính phủ Hoa Kỳ. Tôi có một số cái trao đổi trực tiếp với các gia đình và nạn nhân cần thiết để các bước cần thiết cho quá trình hòa giải để những cái người mà nạn nhân dân sự của chất độc màu da cam. Đó là những cái nội dung chính của báo cáo của tôi. Có cái ba cái điểm. Có một số cái người mà nạn nhân có thể là 1 triệu người. Cái nhu cầu của họ thì rất là đa dạng. Một thứ hai, mặc dù những cái thách thức chính phủ Việt Nam thì là đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ nhiều hơn cho những nạn nhân và gia đình của họ. Thứ ba là rất nhiều cần công việc của thực hiện để cả hai bên để giải quyết vấn đề mà nhiều thế hệ của giờ nạn nhân đã gia đình nạn nhân. Về kết luận thì tôi xin nói rằng là hai nước chúng ta, hai chính phủ cùng thúc đẩy cái mối quan hệ, đặc biệt là không nên để các nạn nhân ở đằng sau, đặc biệt là những người nạn nhân màu da cam, chất độc màu da cam cũng như nạn nhân chất nổ, không nên để họ lại phía sau. Tôi hy vọng báo cáo của tôi và hy vọng báo cáo của bà Susan và anh Toàn sẽ đóng góp tiếp hơn vào cái cuộc đối thoại hôm nay, vấn đề về hậu quả chiến tranh, và hy vọng là xây dựng là mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng tốt hơn. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Quite comprehensive overview of your report. I recommend everyone to look at it. I think seeing the statements from President Biden and General Secretary Nguyen Phu Trong last weekend, emphasizing the importance of this issue, really this report and Susan's do show some what's been achieved up to now, but also steps for taking it forward into the future. Susan, over to you. Thank you. As Andrew mentioned, my report covers the summary of the U.S. assistance in Vietnam for people who were believed to be affected by Agent Orange. But then we also, my colleague Tuan, went to interview 14 organizations that are primary, they're focusing their work on providing non-medical assistance to families, so beyond the rehabilitation, which is the primary focus really of USAID funding. So I'm just going to give a brief summary. We haven't heard a little bit about USAID, but I'm going to give a little brief summary. But I first want to give a shout out to Michael. Trước hết thì tôi cũng muốn là chúng tôi dựa vào cái báo cáo của CRS, cái báo cáo của CRS, và để chúng tôi có thể trình bày cái vấn đề này một cách thành thật trong qua nhiều năm qua, từ năm 2007 đến bây giờ. Hoa Kỳ đã cung cấp dưới
những cái vấn đề mà liên quan đến chất da cam và cũng như là những chất nổ còn tồn động từ khoảng thập niên đầu 90 và cũng đã hơn gần một thập kỷ sau, tức là sau khi mà hai nước mà đã bắt đầu thông quan hệ ngoại giao lại với nhau á, thì chúng ta có thể mà hiện giờ thì chúng ta chỉ muốn tập trung vào những cái bước trong tương lai thôi, và chúng ta đã đạt được điều gì để có thể là trong tương lai có thể biết tính như thế nào. Cũng như bạn có nói đấy là xử lý những cái vấn đề mà liên quan đến sức khỏe, y tế, đến cộng đồng mà sống chung quanh cái vùng, những cái điểm nóng của dioxin á. Thì ngày hôm nay cái công việc đầu tiên chúng tôi là cần làm á, là như thế nào khẳng định xem cái vùng nào á, là cái vùng nóng. Thì thượng nghị sĩ Leahy là đã có một cái hành động cụ thể là kiểu vận động cái nguồn ngân sách đầu tiên vào trong cái công tác này. Thì tất cả những cái ngôn, tức là cái tiêu chí mà để cấp ngân sách á, là thay đổi rất là nhiều và cụ thể hơn. Tức là ví dụ một người đó là có một cái người khuyết tật có thể là, tức là cái ngay cả cái những cái ngôn từ mà trong liên quan đến phân bổ ngân sách ở cấp thượng nghị sĩ á, gọi tin rằng là có thể những người này là những người nạn nhân của chất hóa chất da cam, thì làm như thế nào chúng ta có thể khẳng định được đây là một người là khuyết tật này là do, tức là chúng ta thì cuối cùng thì là chúng ta đã quyết định rằng là cần phải giúp tất cả những người khuyết tật, bởi vì làm thế nào giúp một người khuyết tật, chỉ giúp một cái người khuyết tật mà bị ảnh hưởng bởi chất da cam nhưng mà lại quên, lại bỏ làm ngơ đi với những người mà những người khuyết tật khác. Thì là cuối cùng là chúng tôi là họ cái ngôn từ nó đã đồng ý rằng là phải hỗ trợ tất cả những người khuyết tật sống trong cái khu vực địa lý đấy. Thì tôi nghĩ đây là một cái thay đổi rất là quan trọng. Thì cũng có nhiều năm thì Mỹ và Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã bắt đầu là họ để có thể là cùng nhau đồng ý cùng nhau trên một số những cái tiêu chí để có thể hợp tác trong lĩnh vực này, cũng như ngài đại sứ Kitten Brick lúc là 2019, lúc đó là cái quan hệ mà ông đã có nói là cái mục tiêu của chúng tôi là làm như thế nào nâng cái chất lượng cuộc sống của những cái cộng đồng người khuyết tật ở Việt Nam, và dùng cái hỗ trợ từ quan hệ của hai nước để có thể hỗ trợ các cộng đồng này về những cái công dịch vụ như là dịch vụ phục hồi chức năng và những cái chính sách của chính phủ sẽ hỗ trợ về những dịch vụ công ích này. Và hiện giờ thì USAID cũng đã đưa ra những 30 triệu đô la. Lúc đầu thì là chỉ có 3 triệu thôi, bây giờ là 30 triệu. Thì là sẽ đưa sang những cái kênh khác nhau từ những cái tổ chức. Có hai tổ chức quốc tế về nhân humanity inclusion, tức là bao gồm những vấn đề về nhân đạo nhằm cái nâng cao khả năng phục hồi khả năng, và đồng thời là có một cái cơ quan là Việt Nam khuyết tật cho người Việt Nam. Và chúng tôi đã trong vài thập kỷ qua cũng đã giúp cho bên Việt Nam họ có thể thiết lập và thực hiện cái là luật về người khuyết tật của họ, của các bạn, và dùng cái cơ quan này ở Việt Nam để làm cái cơ quan chính để có thể cái nguồn ngân sách này, nhưng mà có những cái cơ quan phụ, cơ quan con cũng sẽ được nhận những cái sự trợ giúp này. Thì chúng tôi tập trung vào những cái nỗ lực là phục hồi chức năng, tức là những dịch vụ thì cũng như tôi đã nói đó, tức là giúp cho Việt Nam thiết lập và thi hành cái luật về người khuyết tật. Và chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra rất nhiều nước nỗ lực, vì không chỉ đưa lập ra một cái luật mà còn tạo ra một cái hệ thống hỗ trợ từ Bộ Lao động, Bộ Lao động và Công và Molisa đấy,
Tức là có những cái chương trình, ví dụ như một người là bạn đã được công nhận là một người khuyết tật nhẹ hay nặng gì thì gia đình sẽ được nhận sự hỗ trợ. Tuy nhiên cái sự hỗ trợ này có thể là không đủ để họ có thể giải quyết hết tất cả những nhu cầu. Thì năm 2016 thì có một cái cuộc khảo cứu quốc gia cho thấy là những cái gia đình mà có người khuyết tật á, thì là sẽ sống trong nhiều cái trong cái cảnh nghèo khổ và nhiều cấp độ, là ngay cả về vấn đề nhà ở, rồi vấn đề vệ sinh, rồi con cái thì có thể là không được đi học hành đàng hoàng. Và đặc biệt là những cái vùng quê á, 80% mà những người mà còn tàn tật á, thì họ sống đều giống như vùng quê cả. Không hiểu là vì thế là sẽ khó mà có được những cái tiếp cận được với những chăm sóc y tế. Và vì thế cái tác động mà của cái tình trạng mà khuyết tật đấy nó lại nặng hơn nếu mà mình sống ở cái vùng thôn quê. Và một người mà có cho thấy rằng là cái chi phí là tăng lên 12% của người sống mà một gia đình có người khuyết tật, bởi vì chi phí là dành cho y tế cũng như là chăm sóc, cũng như là một cái thành viên trong gia đình mà phải chăm sóc cái người mà khuyết tật đó. Ví dụ nếu mà một đứa trẻ, ngay cả người những cái người mà những đứa trẻ em mà chúng ta nói đó, có thể sống đến 30 tuổi, bây giờ là 40 tuổi, tức là họ thường là một người lớn rồi, tức là một người mà khi mà chăm sóc một người khuyết tật như thế, chăm sóc một người lớn như thế thì cũng không thể nào đi làm được và không có thể nào sinh sống được, tức là không thể nào đi ra ngoài đồng để mà làm ruộng được, ngay cả sống ở những vùng nông thôn. Thì còn một cái mạng y tế ở bên cái sự hỗ trợ cho người khuyết tật này nữa là chúng ta còn chưa có tính đến những cái tác động mà nó ảnh hưởng đến cho toàn thể gia đình của một người khuyết tật nữa. Trong cái báo cáo của chúng tôi có 14 tổ chức khác nhau, hầu hết là những cái cơ quan thành viên của cái cơ quan tổ chức mà hỗ trợ về những nạn nhân da cam. Thì mỗi một tỉnh, theo như tôi biết ở Việt Nam là đã có làm việc trực tiếp với các gia đình mà có những thành viên trong gia đình là khuyết tật vì tác động của hóa chất da cam. Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng có một cái hệ thống nguyên cả nước và mà có những cái người nhận thành những người thiện nguyện. Ở ngay cả là ở cấp làng, cấp xã, thiện nguyện cấp làng, cấp xã, họ đã triển khai một cái quan hệ rất là tốt để có thể hỗ trợ cộng đồng khuyết tật trong gia đình, trong cộng đồng của họ. Thì chúng tôi muốn lập những cái chương trình này để có thể đưa đến những sự hỗ trợ trực tiếp đến các gia đình mà phải chăm sóc cho các trẻ có khuyết tật. Những cái buổi phỏng vấn của chúng tôi cho thấy là về phía bên mà không có y tế, không phải chăm sóc y tế thì nó có 6 cái nhóm chính đó, tức là hỗ trợ về cuộc sống, có thể là nuôi gia cầm, và có một cái ngay cả là nuôi gia cầm, cải thiện điều kiện sống. Khi mà bạn có một cái những cái không gian mà những cái cộng đồng khuyết tật này sống, là ngay mùa mưa ấy, mà khi mà mưa đi qua đó là mùa mà bão á, thì có những cái nhà là họ cần có một cái môi trường sống, là có nhà sống mà để đừng có bị dột. Đó là đây có những cái tổ chức này để giúp họ với những và một đứa trẻ thì ví dụ như là giúp cho các em để đi học, ví dụ là được đóng tiền học hoặc là học bổng, nhưng mà nó vẫn không trả hoàn toàn, tức là ví dụ như đấy là chỉ trả tiền học thôi, nhưng mà ví dụ như bây giờ đi học mà lại có phần không có phương tiện đi đến trường học thì lại còn một cái khoản khác nữa. Thì những cái tổ chức này là hỗ trợ cho các anh chị em của các cháu bị khuyết tật, bởi vì với cái khái niệm rằng là các anh chị em của trẻ khuyết tật này cuối cùng sẽ trở thành một cái người mà chăm sóc cho cái bé khuyết tật này, trong trường hợp là bố mẹ đã qua đời
đó là giúp giúp cho cái đứa anh chị em đấy để có thể khi giúp cho nó tạo cho nó một cái cơ hội để đi học hành đàng hoàng để sau này ra có thể đi có một công việc ăn việc làm đàng hoàng và có thể hỗ trợ cho cái người em người chị khuyết tật của mình trong tương lai và hỗ trợ tài chính ngay cả trong trường hợp khẩn cấp ngay cả tiền hỗ trợ tiền mặt để có thể trong trường hợp mà cần chi phí đi đi chữa trị bệnh đi chữa bệnh chẳng hạn ví dụ họ mất bị mất việc xong rồi cần bị trong cái tình trạng là kẹt tiền mặt thì chúng tôi cũng có cái phương tiện hỗ trợ và hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ chăm sóc cũng có qua thông qua bộ thông qua hội chữ thập đỏ và đào tạo huấn luyện cái hệ thống mà những người mà thiện nguyện ở khu vực đó để có thể họ có thể chăm sóc các trẻ con của mình và ngay cả chăm sóc để mà giúp cho người mẹ có thể đi ra ngoài sinh hoạt để kiếm tiền. Và chúng tôi cũng là làm hội nhập xã hội, giúp cho họ hội nhập xã hội là như thế nào những người mà khuyết tật đó có thể gia nhập vào trong cộng đồng của mình. Một số những cái chương trình mà tôi muốn nhấn mạnh là cái trẻ em Việt Nam, chúng tôi điều hành và hợp tác với nhiều cơ quan và tổ chức chính phủ để cung cấp các dịch vụ toàn diện hơn, bao trùm cho người khuyết tật và gia đình của họ. Khoảng 80% người khuyết tật sống ở nông thôn, nên phần lớn các chương trình hỗ trợ đều tập trung vào cái nhóm ban đầu, đó, tức là tập trung vào chăn nuôi á. Nuôi bò, nuôi trâu, những cái công việc này thì có thể là thử thách bởi vì không thể là mình mang từ một cái con trên con bò này mình đưa một gia đình đó rồi nghĩ là nó thành công, tức là vẫn phải làm việc chặt chẽ với gia đình đó. Cái dịch vụ thú y cũng phải có đấy, ngay từ đầu cái vị thú y đó đảm bảo là con thú nuôi nó được trao cho nó mạnh khỏe để mà nó có thể nó đẻ ra được mục tiêu của nó, để mà mình giúp cho người ta chăn nuôi là như thế, tức là mình để giúp cho gia đình của họ có thể có thêm nhân giống thêm cái con thú chăn nuôi. Những sự hỗ trợ này thì tuy nhiên là có đôi khi cũng có thất bại. Ví dụ như là cái chương trình mà chúng tôi đầu tư, gia đình đã đầu tư vào một cái giống nuôi nào đi nha, ngay cả có khi họ tự họ đầu tư nha, xây chuồng để nuôi thú nha. Thì cái lĩnh vực này thì có khá là nhiều thành công và chúng tôi cho bối với số lượng và quy mô các chương trình 14 tổ chức mà được phỏng vấn đó, chúng tôi thấy là cái hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn đó, là khi mà đến BAVA và hội chữ thập đỏ đó thì cái thì nó có lên xuống, nó không có một cái điểm ổn định, nó không có mức ổn định, nó tùy vào cái quỹ mà lúc đó có quỹ và tùy vào thời điểm nào có ngân sách thì họ mới có thể làm được. Vì thế chúng ta cần có một cái nguồn hỗ trợ đầu tư tài chính ổn định hơn. Thì từ năm chúng tôi cũng đã thực hiện cung cấp toàn diện các chi phí cho mỗi gia đình. Thì hiện giờ là USAID cũng đã làm được một công việc khá là tốt. Tổng quan thì cũng khá tốt, có những điểm về cái mảng mà phục hồi chức năng ấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa, cũng như là mà ngài đại sứ Kathleen Brick có nói đó, phải làm như thế nào để kết nối những gia đình này vào những cái hỗ trợ về kinh tế. Đó là ví dụ một đứa bé mà là mình gia đình mà có một đứa bé mà khuyết tật thì đây là một cái tác động, cái gánh nặng về kinh tế cho cả gia đình. Thì khi mà tôi hoàn tất cái bản báo cáo này, tôi rất là hài lòng là ở USAID đã có những cái chương trình thử nghiệm ở trong lĩnh vực này để xem là có bạn có thể chia sẻ những thành công và cũng như là những cái bài học rút ra từ trong cái công tác này. Còn ở cái mức độ mà cá nhân á, thì một vài ví dụ thôi, tức là nâng cao cái tình trạng sống, điều kiện cuộc sống
và hỗ trợ về, về đào tạo học tập. À, đào tạo về cách chăm sóc. Ở cái cấp độ mà cá nhân á, thì những cái chương trình này thì thật sự nó không có nhiều tiền lắm đâu, nó tùy vào cái thể loại của chương trình. Tuy nhiên ví dụ như trong những món nợ nhỏ chẳng hạn như là học bổng có thể từ 100 tới 250 đô la một gia đình để giúp cho họ tu sửa cái nhà ở vài nghìn đô la, còn cái chương trình mà thú giúp nuôi chăn nuôi thì khoảng khoảng 20 triệu đồng. Tức là tùy vào cái thể loại thú thú chăn nuôi mà gia đình muốn, thì có những cái dịch vụ mà gói gọn á, gói thì cái đầu tư là khoảng chừng 1.000 đô la là một hộ gia đình. Tức là mình không có tính đến cái chi phí quản lý nhé. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể nâng mở rộng hơn những cái chương trình này, thì chúng ta phải để đồ làm việc đối với các chính phủ, cấp chính phủ Việt Nam á, thì họ đã có một cái khung, có một cái chương trình hành động cho chương trình 20 và chương trình năm 2020 và đến năm 2030. Thì đã đặt ra mỗi một bộ, mỗi một cơ quan sẽ làm việc làm chặt chẽ như thế với nhau như thế nào để có thể đạt được những cái mục tiêu cụ thể chắc chắn và hỗ trợ những cộng đồng người khuyết tật. Thì hiện giờ tức là có một cái kế hoạch rồi, thì làm như thế nào chúng ta có thể đưa những cái chương trình này để cho nó chảy từ từ vào các hội đoàn, để các tổ chức để có thể hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng người khuyết tật. Cái vòng mà phân bổ ngân sách tiếp tới là tôi nghĩ là vẫn là tầm 30 triệu đô la, tôi hy vọng là vẫn là như thế. Thì cái ngân sách này không phải chỉ đưa vào những cái chương trình mà chương trình y tế, nhưng mà nó còn rót vào những cái chương trình mà hỗ trợ mà sau khi cái chăm sóc y tế đã thực hiện được, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có thể đạt để chúng ta có thể đạt được những cái hỗ trợ về kinh tế mà chúng tôi muốn đã đưa ra để hỗ trợ các gia đình này. Có những cái khảo cứu về khuyết tật ở Việt Nam, chúng tôi cũng cảm nhận được là có một số mà bị khuyết tật nặng hoặc là khuyết tật không nặng là cỡ bao nhiêu. Và chúng ta đã phải tập trung vào những cái vùng mà những cái tỉnh mà đã bị coi như là bị thả hóa chất nặng á, thì là khoảng 73.000 người với bị khuyết tật. Thì nếu mà mình nói là 500 đồng một người hỗ trợ, thì nếu mà cái 30 triệu đó, tôi hy vọng á, là Hoa Kỳ sẽ phân bổ cái 30 triệu đô la này, hy vọng là trong ít nhất là vài năm nữa, thì phải đưa vào những cái chương trình này, phải rót những nguồn tiền này cuối cùng nó phải đến được những cái chương trình này để hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình này. Thì khi để tóm tắt thì cái tóm tắt là một trong chúng ta phải dành nhiều nguồn lực và thời gian và quan tâm hơn để cung cấp những hỗ trợ phi y tế cho người khuyết tật nặng. Ưu tiên thứ hai là ngoài những cái hỗ trợ về phục hồi chức năng, cái thứ hai là thúc đẩy sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn giữa các cơ quan chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ để cung cấp các dịch vụ toàn diện cho người khuyết tật. Thứ ba là thu hút tham gia đầy đủ của người khuyết tật và gia đình của họ vào các chương trình hỗ trợ. Thì đây cũng là cái đề nghị của các bạn đây, tức là thật sự chúng ta cần phải mời những người nào phải mang những chương trình này đến với họ thì mới là. Xin cảm ơn. Nếu mà các bạn muốn đọc cái lời trích dẫn của bà đại sứ, xin mời.
Xin cảm ơn, xin hãy các bạn hãy hoan nghênh Dũng và Susan vì tôi cũng xin cảm ơn. Tôi cũng cảm ơn cái đội mà bộ in ấn của phía bên Mỹ đã hoàn thành xong cái bản in cái bản báo cáo này. USAIP là đã đưa ra rất là nhiều cái báo cáo trong rất là nhiều những cái chủ đề quan tâm đến an ninh, và những cái báo cáo này nó đều có cái ý nghĩa rất là thực chất. Đây là một cái nguồn mà để cho có thể ai muốn quan tâm về vấn đề mà chất da cam ở Việt Nam thì có thể dùng những báo cáo này. Tôi muốn hỏi cái câu đầu tiên thì sau đó chúng ta sẽ mời mọi người cùng tham gia. Ở cái workshop USIP vừa mới tổ chức với hội mà ngoại bộ ngoại giao với Viện Ngoại giao ở Việt Nam á, và cái Viện Aspen á, thì một trong cái những cái điểm mà đặc biệt trong cái quy trình mà hàn gắn giữa Mỹ và Việt Nam sau hậu chiến thì đó chính là cái vấn đề về chất hóa chất da cam. Đó là một cái điểm đặc điểm của giữa quan hệ giữa cái quy trình hàng gắn này giữa Mỹ và Việt Nam, bởi vì nó liên quan đến cả hai, liên quan đến cái yếu tố là con người và liên quan đến yếu tố môi trường. Có nghĩa rằng là nó ẩn ở trong, nó tiềm ẩn ở trong môi trường, và nó chúng ta phải tìm hiểu xem là cái tác động của nó đã là gì. Nó tác động cả đến đến những cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng như là biết bao nhiêu người sống ở Việt Nam. Tôi rất là muốn tìm hiểu xem các bạn nghĩ là cái vấn đề mà hóa chất da cam này nó đóng vai trò như thế nào trong cái quy trình hàng gắn giữa hai bên. Tôi làm việc chặt chẽ, tôi làm ra cái báo cáo này, thì tôi rất tiếc là cái người đồng nghiệp của tôi không có mặt được này. Nhưng mà tôi khi mà tôi tìm hiểu về cái vấn đề này, cái chủ đề này thì tôi nghĩ là một trong những cái chủ đề mà khó khăn nhất đối với công việc hàn gắn giữa hai bên về hậu quả chiến tranh là ngay cả khi đôi bên có quan hệ ngoại giao. Thì ngay cả bị coi như là một vấn đề là cả hai là bị ở trong một cái cửa bị ngưỡng cửa và bị kẹt, tức là không, một trong những điều mà đã dẫn đến việc mà phát tiến triển trong cái công tác này á, là ngay cả cái người mà bên những người trong chính phủ cũng như là không trong chính phủ á, tức là phải đồng kêu công nhận là đây là một vấn đề nhân đạo, thì tất nhiên là điều này tức là tại sao nó trở thành một vấn đề nhân đạo, tức là nó ảnh hưởng cả cựu quân nhân của cả hai bên, tức là phải nhìn nó dưới trong cái ánh nhìn nó là một cái vấn đề nhân đạo. Và vì thế khi sau khi chúng ta thừa nhận với nhau trên cái nền tảng đó thì mới có thể dẫn đến những cái cuộc tìm hiểu mang tính chất khoa học để khám phá ra những cái vấn đề ngoài cái việc mà thừa nhận đây là một cái vấn đề là nó liên quan đến chính trị và tình cảm nữa. Nhưng mà trước hết chúng ta cần phải thừa nhận rằng là tuy là những cái tìm hiểu về khoa học không có hẳn là tuyệt hảo đâu, nhưng mà chúng ta ít nhất đó là một cái điểm chúng ta có phải đồng ý được với nhau. Thì lấy hai cái điều đó gom nó lại với nhau để xoay chuyển cái tư duy của mọi người trong về cái vấn đề này. Thì điều này nó đã khẳng định rằng là chúng ta đã có thể lấy một cái vấn đề khó nhất và vượt qua được nó. Và nó phản ảnh là cái sức mạnh của cái quan hệ giữa hai nước. Nó cho thấy rằng là tất cả người dân của cả hai nước, con người cũng đã cùng muốn làm việc với nhau để có thể đối đầu và xử lý tất cả những vấn đề hậu quả chiến tranh. Tôi thật sự cũng đồng ý với cái điều bạn vừa mới chia sẻ, tôi nghĩ rất là quan trọng.
Tức là những cái ngày lúc ban đầu á, tức là hai nước không 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 biết làm sao để mà có thể cùng ngồi xuống để mà bàn thảo cái vấn đề này, để mà giải quyết được để mà giải quyết nó như là đây là một cái vấn đề nhân đạo, đúng không? Tức là đôi bên đều biết là cần phải có những hành động để hỗ trợ, nhưng mà không biết là xúc tiến nó như thế nào. Tức là mục đích là chỉ muốn giúp những người bị ảnh hưởng từ chiến tranh thôi. Tôi nghĩ là tôi cảm ơn Tim và bác và thượng nghị sĩ Leahy á, bao gồm cái cụm từ đó ở trong cái ở trong ở ở ở trong cái nhận định của thừa nhận của thượng nghị sĩ. Thì tức là đối với phía Việt Nam thì họ không hoàn toàn không bao giờ họ chất vấn cái những cái khám phá từ phía bên khoa học cả, bởi vì họ xem là họ là người bị tác động, mà bị tác động từ 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 cái chất hóa học mà. Nhưng mà thượng nghị sĩ Leahy và Charles đã hoàn thiện hóa cái cụm từ định nghĩa trong cái đạo luật đó để nó có thể phản ảnh những cái người mà cái thành phần mà phía bên Việt Nam muốn giúp đỡ, cái thành phần cộng đồng mà khuyết tật mà. Tôi rất là lúc đó tôi cũng rất là dụ dự, tức là về phía mà về phía mà khoa học á, không có thể nào mà nói thẳng hòi là cái vấn khuyết tật này á, đưa ra là bởi vì do hóa chất da cam. Nhưng mà là tức là tôi cái đó, ngay cả tôi á, là khi mà tôi dùng những cái ngôn từ này về cái góc kiện khoa học á, thì là nhưng mà tôi rất là mừng là cả đôi bên, tức là Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã hợp tác với nhau để có thể vượt qua được cái khó khăn này. Tôi nghĩ đây là một cái biểu mẫu rất là tuyệt vời để mà có thể vượt qua những cái vấn đề mà ví dụ như mà từ đôi bên mà không có cùng một cái chi tiết về tư duy á, tức là để không có ngồi mà cãi nhau về một vấn đề mà coi như là vì ngôn từ á, thì là đây là một cái bước mà vượt qua được là tuyệt vời. Xin cảm ơn hai vị. Chúng tôi xin mời tất cả chúng ta cùng chia sẻ những câu hỏi và trả lời. Có những cái microphone ở phía trước ở đây. Và xin mời quý vị. Chúng tôi xin những câu hỏi, nhận thương hỏi phía Việt Nam. Anh Scott Willis từ Quỹ Chuyên thân của Việt Nam, cảm ơn Dũng và Susan và cho bao nhiêu về những báo cáo này và những cái sự chú ý của mọi người về chủ đề quan trọng này. Cảm ơn Susan rất nhiều vì chúng tôi đã làm về với cùng nhau và hỗ trợ chương trình của Việt Nam từ năm 2014, và chúng tôi rất tự hào về công việc của chúng tôi làm. Công cụ của tôi là, thứ nhất là tôi nghĩ cái điều gì đã xảy ra về vấn đề về chất da cam và những người mà bị khuyết tật ở đây. Chúng tôi nhìn là 20 ngôn ngữ từ 2022 2023 về những ngôn ngữ từ ngữ của chính phủ và phần phân bổ, và những chung mọi người nói rằng là những cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề mà chất da cam, đây là những cơ sở quan trọng. Mà chúng tôi nhìn vào những cái cơ hạ tầng và thực sự là nhỏ và cái hạn chế của một số ít cho các tỉnh như tỉnh Quảng Nam chẳng hạn, thì chúng tôi làm với các bên liên quan ở Quảng Nam ấy. Cái mô hình ở đó phải cần phải phát triển ra thôi. Ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cần phát triển ra mà cũng được, cũng đã có rồi. Câu hỏi của tôi hỏi là Susan, tôi biết bà rất là nhiều tích cực Lào và vấn đề mà chơi hóa học ở đó. Tôi thấy là khi bà thấy Lào đã có thể sẵn sàng có quá trình này, còn 1,5 triệu đô la ở Việt Nam thì 30 triệu đô la, ở Lào thì là quy mô nhỏ hơn rất là nhiều. Mà chúng tôi cũng chưa ra làm được nhiều ở Lào, nhưng mà ở Lào chúng tôi còn sống chưa được làm ở nhiều Lào. Tôi muốn suy nghĩ của bà về Lào nữa. Chúng tôi xin đã đến gần hơn đấy, chưa hết về cái ngôn ngữ và những điều khoản. Ở 1,5 triệu ở Lào thì là ở Lào vấn đề khác nhau, khác với Việt Nam.
chủ yếu là những vấn đề là ở giữa vùng biên giới cạnh với Việt Nam, những cái cộng đồng rất là mình xa xôi và những cộng đồng thiểu số, họ không có những cái sức khỏe y tế để tiếp xúc, tiếp cận với y tế. Có thể đoán rất là khó để biết được bao nhiêu người. Thì tôi, công sự của tôi là có thể từng làng một ở những vùng xa xôi để biết được. Chúng thấy được vấn đề này, vấn đề về khuyết tật này thế này. Cũng một số phần trăm nhất định của dân số sống suốt dọc biên giới với Việt Nam, bên Lào thì biết rằng là những người Lào, rồi phía Lào thì biết là Việt Nam cũng nhận được là nhờ hỗ trợ của chính phủ Kỳ, nhưng mà phía Lào thì rất là chậm chạp ở Lào, rất là chậm ở Lào. Lần cuối cùng tôi nói chúng với cả USAID từ vài tháng trước đây, họ hy vọng có một phương phát triển vượt trội cho người Lào để tiếp cận với cộng đồng của người thiểu số ở vùng xa xôi ở Lào. Hy vọng là sẽ có một số chương trình có thể hỗ trợ Lào vào mạnh hơn vào cuối năm nay. Họ có chương trình ở đây, nhưng mà thực sự mà nói thì vẫn là còn rất là khó tiếp cận vùng người Lào. Hy vọng có thể là có tìm cách để hỗ trợ người Lào nữa. Hy vọng là có nguồn tiền để sẵn sàng và có thể tăng nguồn lên khoảng 3 triệu đô la. Về những cái vấn đề về những vấn đề điểm nóng của dioxin, nó thách thức hơn bởi vì cái điểm bí bản chất bí mật chúng tôi thường là biết được về quân đội có hàng triệu về những bí mật của quân đội nữa của Lào. Nhưng có vấn đề quan điểm của CIA thì họ hình thành một số cái công ty, một số các nhà phi công, họ phải xem, dường như họ phải xem xét làm việc với các phi công để xem họ cái giữ cái chất da cam hay không. Cái chúng ta phải kiểm tra những cái vùng ở đó thì phải kiểm tra đất, nếu có thể là có vấn đề dioxin, vì nếu có dioxin phải cùng xử lý. Có rất nhiều yếu tố nhạy cảm ở Lào nữa về những cái bí mật này, về những cái vùng bí mật cất giữ ở Lào. Nhiều ở Long Chan là cái cơ sở trước đây của CIA thì rất cái bí điểm rất là bí hiểm, tiếp cận lên đó thì cũng rất là thách thức, rất khó khăn để tiếp cận, phải không? Lào cũng khó, ở sứ quán Mỹ tại Lào đồ họ cũng có uy tín cao nhưng mà rất là nhỏ thôi, quy mô cũng nhỏ. Chúng tôi vẫn đang phát triển tại Lào, nhưng mà có thể là quá trình mà khôi phục thì hơi chậm. Anh Andrew đã ở Lào một tháng trước để cùng là Sarah và một số người khác, và chúng tôi gặp một số chính phủ Lào, quan chức của Lào từ Bộ Ngoại giao mà đã đến Việt Nam trong cái chuyến ta khảo sát. Anh theo chương trình mà bà tổ chức của bà Susan tài trợ, họ đã đến một số điểm nóng bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam ở Việt Nam. Họ đã tăng cường mối quan tâm của họ. Họ có thể họ lại sẵn sàng để trao đổi nhiều hơn về chất cái da cam tại Lào từ quan điểm USAID, từ cái bà giám đốc. Họ có sự hiện diện của dự án ở đó rồi. Có một số nhiều người, một số tỉnh có thể là có cần thêm tiền để hỗ trợ để mất triển thêm các tỉnh khác nữa ở vùng Trung và Nam Lào. Đó là một số có thể chính sách mà USAID đang thực hiện ở Việt Nam, đặc biệt là tập trung vào các vấn đề về các địa lý, có thể là trong khu vực đó, nhưng mà chính xác là vùng nào, làm sao thì làm để tiếp cận những người bị ảnh hưởng. Không như ở Việt Nam mà có thể rất là mạnh mẽ, có một hệ thống rất là mạnh ở nhiều cấp. Ở khu vực này ở Lào thì gần như không có gì cả, không có gì để tiếp cận cả. Bạn có thể quá trình mà tiếp cận, bạn chúng ta phải đến Viên Chăn, có thể từ Viên Chăn đến rất nhiều thời gian, nhiều ngày mới đến được cái vùng xa xôi tại Lào nữa, từ đến xe bus tiếp cận những người bị người chất độc màu da cam mà làm rất là khó khăn.
Tiếp theo ạ. Xin cảm ơn cho người trình bày. Tôi muốn tò mò muốn về các bạn đã về những gì cần thiết phải làm. Chúng tôi muốn biết thêm về chiến lược, cách tiếp cận để tăng cường sự nhận thức của mọi người, để có thể để đưa ra chương trình thực cụ thể, có trình về tuyên truyền vận động thế nào, những vùng xa xôi hẻo lánh như vậy làm sao, những cái kênh nào, kênh thông tin thế nào, tiếp cận nào để mà tăng cường sự tôi là ông Lang Lester, là người làm phim, đó là vai trò công việc của tôi. Rồi tôi làm có một vai trò rất nhỏ trong quá trình hòa giải, tôi chỉ làm về phim thôi. Tôi muốn trao đổi thêm. Tôi rất quan tâm về người chính phủ, cũng tổ chức NGO, cũng như cộng đồng chung của cả hai nước, nhân dân của cả hai nước. Tôi nghe bài báo của ngài làm rất là mô tả rất rõ để làm sao để tăng cường cái ý kiến của người gia đình mà hiểu biết được và cuộc sống hàng ngày, sự thật hàng ngày, họ tỉnh giấc để làm chuẩn bị ăn rồi đưa cho đứa trẻ mất rất nhiều giờ và sau đó quá trình đi ngủ rồi chăm dưỡng, nuôi dưỡng. Như một số người và các bạn nói chuyện có sự thuyết thật rất là nặng. Có người lại không, nhiều người nhưng khuyết tật rất là nặng. Thế rất là khó để hiểu được sự căng thẳng và ảnh hưởng đối với các người chăm sóc cũng như cả gia đình, tìm cách đi như câu chuyện. Thế là cái cách tiếp cận thì rất là hay ở Việt Nam. Tôi nghĩ các bạn nói rằng là cái chất da cam, họ biết là các bạn nói về cái đó thì người ta sẽ biết ngay được, người phải biết được ngay người đó ai là người bị ảnh hưởng, ai là người bị chất độc da cam bị ảnh hưởng. Có thể là cảm ơn rất nhiều rồi tổ chức Vava của Việt Nam làm việc trực tiếp với các gia đình nạn nhân thế này. Người ta có rất nhiều chương trình chuyện chuyện. Khi nó di chuyển đến nơi đưa đến chương trình về chính sách cho nên thì rất là khó khăn. Có thiện chí ở đó nhưng mà có rất nhiều cái kỹ thuật làm sao nó cụ thể như thế nào. Từ 30 triệu đô la mà giờ 30 triệu đô la do nghị viện tài trợ làm sao để đưa các gia đình mà được mô tả là bị ảnh hưởng và bị người sống trong những gia cảnh rất là khó khăn. Một trong chủ đề mà tôi nói trong báo cáo của tôi là vấn đề về căng thẳng về tâm lý, về từ những người trong cộng đồng ấy, cộng đó liên quan đến người bị chất độc da cam, có thể nhìn thấy xem họ là một cái khó khăn, được có phản ứng của con người. Người mà bị mắc phải cái đấy là họ phải đành rồi, trời thì giao như vậy, thế thì gia đình đó phải có thể là họ tổ tiên gọi làm việc gì sai đó, cho nên là con người này mới bị đôi khi cái tâm lý ảnh hưởng truyền miệng như vậy, cho nên là người ta bị rất là nặng nề. Cho nên điều rất quan trọng đối với cái tăng cường cái sự nhận thức chia sẻ của cộng đồng, điều rất là quan trọng để sự thừa nhận. Ok, đây là một cái, đấy là một số do sân bay dưới rồi là dị chất độc hóa học chẳng hạn. Chúng cần ngôn ngữ, không phải là ngôn ngữ, không phải là lỗi của bố mẹ bạn hay ông cha nhà bạn. Chúng tôi cần có người ai cho chịu trách nhiệm tới việc đó. Chúng tôi phải nhân cái ngôn ngữ đó ra để làm rõ hơn trong cái việc ngôn ngữ của định khoản. Còn họ những người khuyết tật có thể bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, đó thể là
đây là cái sự hậu quả của chiến tranh, và chúng ta cũng cần phải phải thừa nhận cái điều đó. Điều đó rất quan trọng. Vì online thì có câu hỏi gì không ạ? Chưa có. Tôi muốn mở rộng thêm, như tôi Việt Nam là Việt Nam hiểu được ra là cái tác động tác hại của chất da cam. Về trong phim ảnh tuyên truyền có quy trình hỗ trợ quỹ hỗ trợ, mà ở Lào thì không có được những cái tác động như vậy. Ở Lào thì là những người bị ảnh hưởng rất là vùng xa xôi, dùng hẻo lánh. Họ biết được điều đấy, họ nhớ những máy bay. Họ không nhớ rằng là cái việc mà cái vấn đề xảy ra 50 năm trước đây ảnh hưởng đến gia đình của Lào. Cho nên là rất xa xôi, rất nhiều thiếu thông tin ở phía Lào. Chúng xin mời cái đại diện từ Vava hay là USAID thì có thể là chia sẻ cái ý kiến của mình được không ạ? Cảm ơn ông Andri. Tôi có một số cái ý kiến. Trước hết thì tôi muốn cảm ơn USIP lần này là nội dung trao đổi rất là thú vị. Và chúng tôi đồng ý về nghiên cứu và thông báo của ngài bà Susan và anh Dũng ở đây. Chúng tôi hiểu rằng là rất là khó khăn để tìm hiểu một số cái nạn nhân. Để rất là khó khăn để biết được chính xác bao nhiêu người đã bị mắc phải, như anh Dũng nói, có những cái quan điểm về cái cảm xúc, họ không muốn chia sẻ cái đó. Thực sự để khi mà chúng tôi nếu mà khảo sát những chương trình đó rất là khó khăn từ phía ngành chúng tôi. Thứ nhất, chúng tôi cũng có bị hạn chế về cái nguồn lực về tài chính cho để khảo sát tất cả các tỉnh ở Việt Nam, cho nên chúng tôi cần hỗ trợ của ở phía Mỹ. Đó là cái nguyên nhân, người đã nguy cái nguyên nhân đó, vì chương trình này, vì các bạn đưa ra chương trình online thì rất hiệu quả của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi có thể biết được mọi người có thể là về những nạn nhân của chúng ta và những cái trải nghiệm cuộc sống của họ, cuộc đời của họ rất là khó khăn. Họ thực sự họ dùng lãnh gia đình mà khó khăn nhất, khổ nhất ở đất nước của chúng tôi. Với cái sự hỗ trợ của chính phủ của Việt Nam, của Mỹ, nếu như chúng ta có thể chia sẻ những thông tin ở đây, và chúng tôi cảm ơn các bạn ở đây cho nỗ lực để hỗ trợ chúng tôi trong việc hỗ trợ, và đặc biệt là trong quá trình và trước đây cũng như hiện nay và trong tương lai, trong tương lai chúng ta có thể nhiều có cái hoạt động cụ thể có với quan hệ tầm cao mới của Việt Nam và Hoa Kỳ. Như ngài thượng nghị sĩ Jeff Merkley có nói giữa buổi sáng hôm nay, chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ tiếp tục, chương trình này sẽ tiếp tục để tiếp tục hỗ trợ chúng tôi, và chúng tôi hy vọng là trong tương lai sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Khánh. Mai Khanh là trưởng ban hợp tác quốc tế của VAVA. Và chúng tôi cũng có đối với người Thượng tướng Nguyễn Văn Huynh, là ngài sẽ cũng trao đổi vào buổi chiều phiên bế mạc. Một cái biểu tượng của mối phát triển của quan hệ hợp tác mạnh ở đây, đó là do USAID làm việc với VAVA, và đó là bên nhận viện trợ của USAID. Trước đây thì VAVA ở đây là họ ở đây để hỗ trợ các chính sách, có thể là tách biệt với khỏi những chính sách hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc cùng với nhau, chặt chẽ với nhau. Đây là điều rất lớn hẹn, bởi vì VAVA là có rất nhiều cái sự tiếp cận với cộng đồng mà bị ảnh hưởng. Bên cạnh những cái nội dung ở đây, về chương trình đây và được dịch và tiến hành trực tiếp mà trong kênh tiếng Việt, chúng tôi
Chúng sẽ dịch báo cáo của ông Dũng và bà Du Dân sang tiếng Việt Nam, mặc dù chưa có. Và chúng tôi sẽ đưa ra những bài của anh Dũng và chị Su Dân dịch sang tiếng Việt. Chúng tôi sẽ có thêm 10 phút nữa để... Chúng tôi còn 10 phút nữa cơ, chúng tôi vẫn có thời gian để chia sẻ những câu hỏi và trả lời. Tôi cùng Michael Baum, xin cảm ơn Susan cho cái ý kiến của bà trước đây, gần đây. Đây là một vấn đề mà tôi làm việc theo CF trong khoảng trên 15 năm. Chúng tôi là vấn đề đặt ra có cái trao đổi về cái trao đổi của Quốc hội lần đầu tiên, điều trần Quốc hội đầu tiên về vấn đề này, về những chương trình thuộc chương trình mà Chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội có cái sự quan tâm về cái cựu binh. Và tôi muốn biết trao đổi chi tiết hơn về chương trình mà tôi có điều trần và tham gia trong các ngôn ngữ mà đã được công bố gần đây là chúng thuộc về quá khứ. Chúng ta nói về cái nhiều sự khuyết tật rất nhiều mặt khác nhau. Chúng ta đổi về chăm sóc sức khỏe y tế rất nhạy cảm và về mặt chính trị, cả Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Từ phía Việt Nam, chương trình này tương lai là chương trình mà bên Mỹ họ cũng Việt Nam sang chương trình của Mỹ dành cho những cái người mà người cựu binh Mỹ gặp phải, những bài học của để Mỹ xem bên Mỹ xử lý chương trình nào để xem làm sao để vấn đề cũng được chú ý vấn đề chương trình về vấn đề y tế cho những cái người về những người mà về tiếp cận mà bị ảnh hưởng bởi cái này vấn đề yếu tố chính trị cũng rất là quan trọng và nhạy cảm. Một trong những vấn đề tôi mới băn khoăn ở đây là bây giờ tôi hy vọng là có thể là thời gian để tôi có thể nói có thể có cách nào có thể có chương trình về để tiếp cận cởi mở. Ví dụ như là làm sao để đưa chương trình của Mỹ đến Việt Nam. Ví dụ những cái người cựu binh của Việt Nam mà có thể không phải là khuyết tật nhưng mà cái điều kiện về sức khỏe y tế có thể là ung thư rồi có thể là chúng ta có như đó có thể là người đã bị ảnh hưởng có thể bị ung thư có thể bị những cái vấn đề bên trong mà không phải là khuyết tật nhưng mà tôi cũng đang xem một số báo cáo về của anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Một cái chỉ trích về hỗ trợ của Mỹ Việt Nam. Thứ nhất là những cái thế hệ thứ nhất của nạn nhân mà người đã trực tiếp cận với những cái chất da cam và những cái vấn đề bên trong ở Việt Nam có những chương trình hỗ trợ, có hỗ trợ cựu binh bệnh mãn tính để cung cấp có một số chương trình hỗ trợ cho những người hỗ trợ y tế cho những người mà cựu binh theo những cái báo cáo của tôi để ở phía Mỹ có thể hỗ trợ những cái cơ sở tầng đó Việt Nam. Tôi cũng đã trao đổi với một số cựu binh cái người đã nhận được những từ những cái hỗ trợ từ cái bên đó thì thấy là sức khỏe họ cũng cải thiện và cũng mong muốn thấy được sự hiện sự hỗ trợ đó mở rộng ra các tỉnh khác. Cho nên tôi nghĩ rằng là có cơ hội ở đó, có cơ hội để cho phía Mỹ hỗ trợ những chương trình như vậy. Từ cách đó thì là biết được cái thế hệ thứ nhất của người nạn nhân mà tiếp cận sự cận với chất da cam tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là có những cái nhiều cái sự nhạy cảm ở đây.
về vấn đề và đặt cái vấn đề khuyết tật ở đây. Chúng tôi chưa nói đến thế hệ thứ hai, những người con cháu của những con của những người bị ảnh của những người cựu binh sẽ làm cho vấn đề sẽ phức tạp hơn. Tôi nói vấn đề đặt ra ở Mỹ, bây giờ thế hệ thứ hai, thứ ba của Việt Nam, từ thế ông cha của họ, rồi chúng tôi sẽ từ bỏ, tôi không nghĩ đến thế hệ thứ hai, thứ ba của Mỹ. Ở Mỹ chúng tôi cũng chưa nghĩ đến, cho nên vấn đề chúng tôi sẽ khó khăn hơn khi nghĩ đến thế hệ thứ hai, thứ ba tại Việt Nam. US assistance is going. Ý là hiện giờ là tức là cái sự tập trung của sự hỗ trợ của Hoa Kỳ tập trung vào cái thế hệ thứ hai, thứ ba, mà nó không hẳn là sẽ có dính đến hóa chất da cam. Đó là cái tức là rất là nhiều người cái điều không tranh cãi, đó là rất là nhiều người đã bị coi như là ảnh hưởng của dioxin á, thì họ không có nhận được những cái chương trình như thế. Thì Tony nói là tôi nhớ là tôi có làm những cái chương trình đó mà. Và anh không nghĩ là đó là lý do hả? Không. Tôi là Tony Cole. Tôi là phó giám đốc của cái văn phòng mà hàn gắn vết thương ở Vermont. Tất cả những công tác của chúng ta là trong cái lĩnh vực mà hàn gắn vết thương chiến tranh. Tôi đã trở về Việt Nam tôi trở về Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái, đó là cái tour thứ nhì của tôi, tức là chịu trách nhiệm đến vấn đề mà xử lý ô nhiễm ở Biên Hòa. Cái cách dễ nhất mà chúng ta có thể kết nối cái sự tập trung mà để kết nối những cái hỗ trợ cho người khuyết tật liên quan đến chất da cam á, tức là lúc đầu cái quỹ mà những nạn nhân chiến tranh á, đó là bao gồm những cái thiệt hại mà do chất nổ còn tồn động, có nghĩa là do một cái vùng mà ví dụ như mình bước nhầm vào một cái mìn mà chưa nổ gây ra khi mà cái mìn đó nó chưa nổ mà nó nổ thì nó gây ra một cái thiệt hại đến đã gây ra thiệt hại đến cơ thể và dẫn đến khuyết tật, hoặc là một đứa trẻ mà sinh ra một tuổi người mà đã từng tham chiến và trong cái khu vực mà bị bom chẳng hạn. Thì cái điều dĩ nhiên chúng ta thừa nhận là sẽ còn nhiều nạn nhân nữa, có một số người, tức là một số người thì cái tác động nó nhẹ hơn so với người khác, và chúng tôi cũng hiểu là khi mà một cái vũ khí mà sinh học nó được đưa ra thì nó sẽ như thế nào. Tôi cũng không thắc mắc cái là cái quan điểm của phía bên Việt Nam, cái tác động của chất da cam nó có ảnh hưởng đến cái việc mà những cái dị tật bẩm sinh hay không. Tôi không biết là tức là rõ ràng tức là nó tác động, ví dụ như một người mà một đứa bé được sinh ra với một cái dị tật bẩm sinh mà nó dị tật này nó sẽ ảnh hưởng đến cái đứa trẻ đó đến suốt cuộc đời của đứa bé. Thì đó là còn cái vấn đề mà bệnh mãn tính á, bệnh mãn tính thì thường nó xuất hiện thì là nó từ từ nó mới xuất hiện, và nó thường là nó liên quan đến cả cái tuổi, liên quan một người mà cao tuổi thì có những bệnh mãn tính này, đúng không? Thì tôi nghĩ đấy là có một vấn đề mà khó có thể được chấp nhận, đây là cho xem nó là nó có liên quan đến chất da cam. Thì vì khi mà chúng ta tôi đấy là cái điều mà tôi cho rằng là cái vấn đề mà chúng ta cần phải tiếp tục trao đổi hơn nữa về cái vấn đề này á, là cái điều trọng tâm. Vì khi chúng ta phải có nhìn một vấn đề mà dưới cùng một cái lăng kính với nhau thì chúng ta mới có thể điều phối sự hỗ trợ chính xác và hiệu quả được. Tôi nghĩ rằng là trong chỉ năm ngoái thôi á, là chúng tôi cũng đã có những cái đối tác ở bên Bộ Ngoại giao á, cũng đã đưa ra những cái quan tâm như thế này để có thể hỗ trợ những người mà bị tai biến, tức là bị đột quỵ. Nhưng mà cái vấn đề mà bị đột quỵ á, thì là một người là thường thường cái sự kiện này nó xảy ra trong một người
trong một cái tuổi, nhưng mà như vấn đề là hút thuốc nhiều nó cũng có thể dẫn đến cái hội chứng này, tức là có thể gây đến đột quỵ ở một cái lứa tuổi trung niên. Thì có một số những cái thành phần mà cựu quân nhân á, thì cũng cũng đã gặp cũng đang vướng phải cái tình 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 trạng này, thì chúng tôi cũng đang muốn tìm những bệnh viện mà có thể chúng tôi có thể làm đối tác để cùng hợp tác trong về việc xử lý dioxin á, thì có thể tăng cái nỗ lực đó lên, nỗ lực mà xử lý dioxin đó để có thể ứng phó với cái tình trạng cung cấp hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp đột quỵ, để không dẫn đến cái tình trạng mà tình trạng khuyết tật vĩnh viễn vì cái sự kiện mà đột quỵ đấy. Thì cái đấy là cái mà tôi cũng đang nỗ lực để có thể đưa nó vào trong cái hệ thống y tế của Việt Nam. Tôi muốn đưa một câu trả lời về cái tình hình ở bên Lào, thì cái này là cái sự khác nhau rất là nhiều đối với chính phủ Lào, bởi vì chính phủ Lào là hoàn toàn không có thừa nhận là cái vấn hóa chất ca da cam mới là cái gì, ngay cả có một số thành phần là họ không muốn nghe nữa, họ không muốn nghe đề cập đến, họ không thừa nhận nó là một vấn đề. Thì vì thế là rất là khó để chúng tôi có thể hợp tác với họ trong cái khuôn khổ hợp tác song phương. Khi mà chúng tôi đến tiếp cận để mà cùng đề nghị xử lý, thì họ cảm thấy là họ đây là không phải là một vấn đề mà họ quan tâm. Thì tôi nghĩ rằng là giữa Lào và Việt Nam thì có thể chia sẻ những cái thực tiễn mà tốt nhất để có thể, đặc biệt là bên phía Việt Nam, ví dụ đưa ra được một cái giải pháp cho một cái sự việc nào đó, thì đây cũng là một cái điều tích cực để cho Lào có thể nhìn vào và hy vọng là sẽ làm theo. Và tuy nhiên có một số những cái quan niệm nó hơi thiên vị. Khi mà mình nói đến phục hồi chức năng á, thì mình lại có một cái khoảng thời gian cố định và phải đưa ra một cái kết quả cố định trong khoảng thời gian đấy. Nếu mà không trong cái khoảng thời gian mà phục hồi chức năng, mà nếu mình không đạt được cái kết quả mà đã cố định đó, thì sẽ đưa đến cái suy diễn rằng là cái thành viên của người gia đình đó cũng sẽ không có lợi gì cả. Thì tôi nghĩ rằng là làm như thế nào á, chúng ta có thể mỗi một năm để chúng tôi có thể uyển chuyển cái vấn đề là đầu tư, tức là chuyển cái khoản tiền mà trợ cấp đó nó vào một cái công việc cụ thể nào đó để có thể nó uyển chuyển về cái mục tiêu. Cái mà những điều mà Susan vừa mới nói đó là những cái điều nó tương đương như những điều mà chúng tôi phục vụ quân nhân, cựu quân nhân của chúng tôi, tức là cái khoản tiền trợ cấp á, là lúc nào nó cũng vẫn còn ở đó để nó phục vụ các cựu quân nhân của chúng ta. Bởi vì cựu quân nhân thì họ biết rằng là khi mà họ đã là cựu quân nhân thì họ sẽ có những cái hỗ trợ này. Thì thật sự là chúng ta không có thể cung cấp những cái hỗ trợ tương đương như thế cho phía Việt Nam, bởi vì những cái hỗ trợ này nó mang cái tính chất giới hạn về thời gian. Và vì thế, nói chung thì hiện giờ là chúng tôi không có hài lòng lắm đối với cái hỗ trợ mà nó có thể làm tăng cái giá trị kinh tế cho đời sống của những người mà. Nhưng là chúng ta cần những cái thử thách nó cứ tiếp tục nó diễn ra thôi, thì làm như thế nào? Tức là nó sẽ không bao giờ nó biến mất. Thành ra phải cần có một cái nguồn nhân sách hỗ trợ. Đây là tôi nghĩ là ba và là một cái hội của Việt Nam, hội hội hỗ trợ người nạn nhân người chất độc da cam ở Việt Nam, thì họ cần một cái sự hỗ trợ, một cái nguồn tiền nhỏ thôi, nhưng mà họ cần sự hỗ trợ đều đặn mỗi một năm, bởi vì đây là cái nguồn lực đó, phải có một cái nguồn lực ở đó mỗi một năm. Hiện giờ chúng tôi không có cấp ngân sách cho BAVA. Nó khó, chúng tôi không có cái cơ chế để cho chúng tôi cấp trợ cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho một cái tổ chức nước ngoài, nhưng mà hiện giờ là chúng tôi đang có cái sự hỗ trợ mà chúng tôi, bởi vì vấn đề mà minh bạch đó, tiền chúng tôi không có thể nào cấp cho một cái tổ chức ở nước ngoài. Vì thế tôi đang hỗ trợ các bạn ấy đào tạo năng lực và chia sẻ những cái kinh nghiệm, cũng như là những cái nguồn lực mà để chúng tôi đương đầu với những vấn đề mà bệnh nan y bệnh bệnh mãn tính.
Và cái sự hỗ trợ từ phía bên Bava là một cái đơn vị mà phi vụ lợi, và chúng tôi kết nối với bên tổ chức dân sự thì chúng tôi kết nối để hỗ trợ, tức là những người mà ở cái tổ chức mà dưới sự quản lý của Bava cũng là những người thiện nguyện, và họ sẽ chúng tôi muốn duy trì và cái hệ thống mà người thiện nguyện này, chúng tôi rất là hài lòng và hãnh diện đối với quan hệ của chúng tôi, hợp tác của chúng tôi với tổ chức Bava. Tôi biết là đôi khi có những người mà làm trực tiếp chỉnh hiện trường thì là mình cảm thấy có đôi khi mình có gặp những cái bức xúc, bởi vì những cái người nạn nhân mà nạn nhân chất da cam đó thì họ phải đương đầu với những cái vấn đề cồng kềnh khó khăn. Nhưng mà ngài đại sứ Kitten Pring cũng đã có nói đó là muốn làm như thế nào mà phản ảnh được tất cả những cái ước nguyện mà của những vị thượng nghị sĩ mà trong trong thượng nghị viện của chúng tôi muốn đạt được từ cái việc mà phân tích từ cái việc mà phân bổ kinh sách này, ngân sách này. Xin cảm ơn. Thank you. Cảm ơn Tony đã chia sẻ. Chị Susan, chị có cái phát biểu kết thúc không ạ? Chị Susan, tôi nghĩ là có một số cái cơ hội, có nhiều cơ hội cho USAID có thể là đưa ra những vấn đề mà không liên quan đến y tế, có thể cần thêm cách tiếp cận anh nhận hoàn toàn chính sách đấy, là nó mình không làm họ các anh không thể làm thì không có sự yêu cầu, nhưng mà có thể là cơ hội để chúng ta có thể là tiếp cận ít nhất có thể đáp ứng nhu cầu khẩn thiết. Nhưng mà tôi có thể là có một số cái điểm mạnh trong cái hỗ trợ của USAID, có thể là giúp đỡ mọi người cải thiện nhà cửa, chẳng hạn tiếp cận lối đi. Có những cái cách mà chúng tôi cần đối diện tốt nhất ở Việt Nam, luôn có cách để làm, thực hiện chương ở Việt Nam. Để cách giải quyết vấn đề, phía Việt Nam rất là sáng tạo trong cái việc nỗ lực giải quyết của các vấn đề của mình. Chúng tôi vượt qua những cái, tôi tin tưởng rằng là hai nước của chúng ta có thể có cách tiếp cận và hiệu quả để thúc đẩy cái sự hợp tác của hai nước. Rồi tôi thấy rất là vui, thấy sự quan tâm của cả hai phía. Tôi sẽ thấy các chương trình và tiếp tục sự tìm các chương trình khác để hỗ trợ những người mà bị tác động bởi chất da cam. Xin cảm ơn quý vị, đó là cái phần kết thúc của vấn đề trao đổi của chúng ta. Cảm ơn hai vị đã có những báo cáo của mình. Và tôi xin gợi ý tất cả mọi người trong tham gia ở đây cũng như tất cả mọi người trên mạng, trên nhìn vào báo cáo của hai vị này trên chi tiết.